Chào kênh Lưu Yến, mến chào quý vị và các bạn với kênh nha. Hôm nay tiếp tục mình trở lại nhà vườn của Ngọc Hương, giao lưu coi hoa giấy dáng đẹp quái co lắc nha bà con, giá mềm dễ chơi. Mời bà con và các bạn cùng giao lưu với nhà vườn không ạ? Anh chào Hương. Dạ con mến chào quý bà con cô bác đang xem clip của nhà vườn con ạ. Bữa nay nhà vườn con tiếp tục lên một số phôi là vip quái, hy vọng là quý cô chú anh chị ủng hộ con ạ. Dạ con lên cây đầu tiên ạ, cây phôi đầu tiên con giao lưu nhà mình giá 200k. Mắt này khó đo quạnh bay. Quạnh đây con đo được là 23. Sổ đế là 40, tổng cao là 47 nha cả nhà. Rồi, con qua cây này ạ. Con lên tiếp 1. Cây mã số 2. Tiếp theo mã số 2. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 này con giao lưu với nhà mình là giá 150 nha cả nhà. Cây một rễ co lắc nha bà con. Cây này con đo quạnh đây là 24. Sổ đế 40. Và tổng cao là 58. Cây dáng trực ha cả nhà. Nó một rễ co lắc ha. Rồi con qua cây này ạ. Con lên tiếp luôn là cây mã số 3. Mã số 3 này con giao lưu nhà mình là giá 120.000. Mã số 3 120k. Hoành đây con đo được là 20. Sổ đế là 30. Và tổng cao luôn là 44. Quái nha cả nhà. Rồi con qua cây này ạ. Con lên tiếp luôn là cây mã số 4. Mã số 4 này con giao luôn nhà mình giá 120. Tất cả các đơn hàng mình đều bao ship trên tổng quát khách hàng. Dạ đúng rồi anh. Quạnh đây con đo được là 18. Đế là 30. Và tổng cao là 44. Xoay cho mọi người dễ nhìn ha. Rồi con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã số 5. Mã số 5 này con giao lưu nhà mình giá 200k. Cây một rễ quái nha cả nhà ơi. Quạnh đây con đo được là 20. Sổ đế là 40. Và tổng cao là 50. Quái nha cả nhà. Đây. Rồi con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo luôn ạ. Tiếp theo là cây mã số 6. Mã số 6 này con giao lưu nhà mình giá 250. Hoành ở đây con đo được là 24 nhà mình nè. Sổ đế là 35. Và tổng cao là 50 nha cả nhà. Đây, bể rất là quái luôn cả nhà ơi. Rồi con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã số mấy vậy? Mã số 7. Tiếp theo là cây mã số 7. Mã 7 này con giao lưu cho nhà mình là 200k. Đây, nó cứ niễn niễn vậy ta. Cái cây này cha mình trồng như cái thế sao ta? Cái thế vậy nó hơi bay, nó bay như vậy cả nhà. Rồi cái này con đo cái quành ở đây con đo được là 22. Đế là 40 và cao của nó là 58 thôi cả nhà. Rồi, con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Mã số 8. Tiếp theo là cây mã số 8. Cho dựa vô đây cái nha. Rồi, mã số 8 này con giao lưu nhà mình giá 150 nha cả nhà ơi. Mã số 8 150. Hoành em đo được là 17. Đế là 40. Tổng cao luôn là 60. Rồi, bị lỗi một xíu ha. Lỗi một xíu rồi cả nhà ơi. Nhưng mà lành rồi nha, không sao. Rồi, con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo. Tiếp theo luôn là cây mã số 9. Mã 9 này con giao lưu nhà mình giá 120 nha cả nhà ơi, 120k. Cây mini bàn trà. Cây một rễ luôn. Rồi, hoành đây con đo được là 18. Đế của nó là 35 và tổng cao là 45. Đây, rồi con qua cây này ạ. Rồi con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số 10. Mã 10 này con giao lưu nhà mình là giá 120 luôn ha cả nhà ơi. Hoành đây con đo được là 18. Đế là 32 và tổng cao là 50. Một rễ có lắc. Một rễ quái ha cả nhà ơi. Rồi, con qua cây này luôn ạ. Con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số 11. Mã 11 này con giao lưu nhà mình là giá 200k ha. Quạnh đây con đo được là 19. Đế là 38 và cao của nó là 44. Cả nhà, cây này vô thế gì quái nha cả nhà. Nó sẵn. Rồi,
Con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo là cây mã 12. Mã 12 này con giao lưu với nhà mình là giá 150 cả nhà ơi. 150. Mảnh này con đo được là 17. Tổng đế của nó là tới 47 thằng cả nhà. Và tổng cao là 56. Rồi, con lên cây tiếp theo luôn ạ. Cây tiếp theo là cây mã 13. Mã 13 này hoành ở đây con đo được là 22. Đế là 41 và cao của nó là 60. Rồi, con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây một rễ mã 14. Mã 14 này con giao lưu với nhà mình là cây này giá là 150 nha cả nhà. Quảnh đây con đo được là 20. Tổng cao là 3, ở đế là 33 và cao của nó là 45. Rồi, con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Cây tiếp theo này cây mã 15. Mã 15 này con giao lưu với nhà mình là giá 150 luôn nha cả nhà ơi. Quảnh đây con đo được là 24. Đế là 36 và tổng cao là 48. Mã 15 150 quá rẻ nha cả nhà ơi. Rồi con lên cây tiếp theo ạ. Con lên tiếp theo là cây mã 16. Một rễ luôn. Cây này có thể mình sửa dáng đổ được ha. Mã 16 này con giao lưu với nhà mình là giá 150 nha cả nhà. Quảnh đang đo được 22. Đế là 37 và cao của nó là 50. Một rễ quá nha. Rồi con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo luôn cả nhà ơi. Cây tiếp theo là cây mã 17. Mã 17 này con giao lưu nhà mình giá 120 ha. 120.000. Hoành đây con đo được là 19. Và đế của nó là 37. Và cao luôn là 48 cả nhà ơi. Cái này có 120.000 là quá rẻ rồi. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo luôn là cây mã 18. Mã 18 này con giao lưu với nhà mình là giá 120 luôn ha. Bữa nay con bán cây là giá thanh lý hơi bị nhiều ha cả nhà. Quảnh đeo đo được là 20. Đế là 35 và cao luôn là 43. Rồi, con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã 19. Mã 19 thì con giao lưu với nhà mình là giá 120 nha. 120.000. Quảnh đeo đo được là 20. Và đế là 35 và cao luôn là 50. Rồi con qua cây này ạ. Rồi con lên tiếp theo luôn là cây mã 20. Mã 20 này con giao lưu với nhà mình là giá 200k ha. Quảnh đây con đo được là 21 nha mình ơi. Rồi đế đây là 35 và cao luôn là 50. Rồi con qua cây này ạ. Rồi con lên cây tiếp theo là cây mã 21. Này con giao lưu với nhà mình là giá 250 à. 250k. Quảnh đây con đo được là 23. Đế là 35 và cao luôn là 45 hả cả nhà. Rồi con qua cây này cả nhà ơi. Rồi con lên cây tiếp theo luôn ạ. Cây tiếp theo là cây mã 22. Mã 22 này con giao lưu với nhà mình là giá 200k. Hoành đây con đo là 22. Đế là 32 và cao là 46 nha cả nhà. Rồi con qua cây này luôn ạ, con lên cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã 23. Này hoành đây con đo được là 21. Đế của nó là 35 và tổng cao luôn là 53. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo luôn cả nhà ơi.
là cây mã số 24. 24 để đặt. Rồi, 24 này con giao lưu với nhà mình là 250 nha cả nhà. Quánh đây con đo được là 28. Đế là 37. Và cao của cây này luôn là 45. Đế đặt ha cả nhà ơi. Đế đặt khừ luôn. Rồi, con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Đặt còn khừ. Rồi, thấy ghê không? Thấy ghê chưa? Rồi, cây tiếp theo là cây mã 25. Mã 25 này con giao lưu nhà mình giá 250 ha. 250k. Cây này sửa thái độ cũng được nha. Quánh này con đo được 25. Đế là 44. Và cao luôn là 56 nha cả nhà. Rồi, con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã 26. Cây sắn đâu rồi? Hả? Sắn đâu? Sắn gửi ngoài à. 26 này con giao lưu với nhà mình giá 150 ha. 150k cả nhà ơi, quạnh đây con đo được là 22. Đế là 27. Và tổng cao là 43. Rồi, con qua cây này con lên cây tiếp theo ạ. Cây tiếp theo là cây mã 27. Mấy một cây quái dáng bạc. Mã 27 này con giao lưu với nhà mình là giá 300 hay cả nhà. 27 300k. Hoành ở đây con đo được là 28. Và đế của nó là 40. Tổng cao luôn là 52 cả nhà. Rồi con qua cây ạ. Con lên tiếp cây mã 28. Này con giao lưu nhà mình giá 150 nha. 150k. Quạnh đây con đo được là 18. Đế là 38 và cao là 55. Rồi, con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo. Là cây 29. 29 này con giao lưu nhà mình giá 120 nha cả nhà. Quạnh đây con đo được là 21. Đế dài 35 và cao là 50. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 30. Mã 30 này con giao lưu với nhà mình giá 150 nha. Quạnh đây con đo được 23. Và đế là 38. Tổng cao là 55. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo luôn cả nhà mình ha. Cây tiếp theo là cây 31. Để sao để con đo cái 31 này con giao lưu nhà mình giá 200. 200k cả nhà ơi. Quạnh này con đo được là 25. Xong rồi Dương Hai với anh Tâm có gì về đây để hỏi xuống. Đế là 40. Tổng cao là 60. 100 cây vậy. Chút phải không? Ừ, bỏ đi. Rồi, con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã 32. Mã 32 này con giao lưu nhà mình là giá 150 cả nhà ơi. Quạnh đây con đo được là 20. Đế là 41 và tổng cao là 48. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã 33. Mã 33 này con giao lưu nhà mình giá 150 luôn ạ. Quạnh đây con đo được là 18. Đế là 34. Và tổng cao là 56. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 34. Cây 34 này con giao lưu nhà mình giá 150 à. 150k. Quạnh đây con đo được là 22. Đế là 32 và tổng cao là 46. Rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo ạ. Là cây mã 35. 35 này con giao lưu nhà mình giá 250 nha. 250k. Quạnh này con đo được 23. Đế dài là 40. Tổng cao luôn là 47. Tiếp theo là mã 36. Mã 36 này con giao lưu nhà mình giá 150. Ảnh đang đo được là 26.
Đế bà là 3, đế bà 6. Tổng cao là 48. Rồi con qua cây này ạ. Con lên cây tiếp theo là cây má 37. Má 37 này con giao lưu nhà mình giá 150 à. Bánh này con đo được là 19. Tổng cao là 3, ở đế là 32 và tổng cao luôn là 50. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Ê ơi, lên tiếp theo là cây mã 38. Ba tám này con giao lưu cho nhà mình là giá 120 cả nhà. Quảnh đây con đo được là 24, đế là 30 và tổng cao luôn là 45. Rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo là cây mã 39. Ba chín này con giao lưu nhà mình giá 150 nha cả nhà. Đế đây là 21, ổ quạnh là 21, đế là 32 và tổng cao là 44. Rồi con qua cây ạ, con lên cây tiếp theo là cây mã 40. Nó không. Mã 40 này con giao lưu nhà mình giá 250 ha. 250k, quạnh đang đo được là 20. Đế là 38 và tổng cao luôn là 50. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 42. Mã 42 này con giao lưu nhà mình giá 200 ạ. Quạnh đây là 23, đế là 30 và tổng cao là 48. Rồi con qua cây này ạ. Rồi con lên cây tiếp theo là cây mã 43. Mã 43 này con giao lưu nhà mình giá 250 ạ. Quạnh đây con đo được là 26, đế là 33 và cao luôn là 47. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Con lên cây tiếp theo là cây mã 44. 44 này giao lưu nhà mình là giá 200. Quành ở đây con đo được là 24, đế là 32 và tổng cao luôn là 40. Rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo là cây mã 45. 45 này giao lưu nhà mình giá 150 ạ. Hoành ở đây con đo được là 23, đế là 30 và tổng cao là 40. Rồi con qua cây này con lên cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cây mã 46. 46 này giao lưu nhà mình là giá 120 ha. Quạnh đây con đo được là 15, đế là 30 và cao luôn là 45. Rồi con lên cây tiếp theo luôn ạ. Con lên cây tiếp theo là cây mã 47. Quạnh đây con đo 47 này giao lưu nhà mình giá 150 nha. Quạnh đây con đo được là 25, đế là 33 và tổng cao là 50. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo. Tiếp theo là cây mã 48. 48 này giao lưu nhà mình giá 150 luôn nha cả nhà ơi. Quạnh ở đây con đo được là 22, đế là 42 và tổng cao là 59. Rồi con qua cây này ạ, con lên cây tiếp theo là cây mã 49. 49 này giao lưu nhà mình giá 120 ha. Quạnh ở đây con đo được là 16, cao của nó là 27 và tổng cao luôn là có 38 à. Rồi,
Rồi con qua cây này, con lên tiếp cây 50 đúng không? Ừ. Cây mã 50. 50 là cây cuối cùng trong cái clip này ha cả nhà. Rồi 50 này con giao luôn nhà mình giá 150 ha. Rồi, quảnh theo con đo được là 24. Cao là 33, đế là 33 và tổng cao luôn là 50. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi clip nhà vườn con ạ. À. Hy vọng là quý cô chú anh chị ủng hộ cho nhà vườn con ạ. À. Rồi, cảm ơn Ngọc Hương nha. Mến chào bà con. Hy vọng bà con mình sẽ hợp nhãn và cho ủng hộ nhà vườn nha. Bye bye bà con. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ. À.